Bây giờ là lần đầu tiên là mình sẽ đổi lần đầu tiên sau khi bán được thằng iPad trên là mình đã đổi ngay một cái thằng là Doji. Thằng Doji R10 như các bạn có thể thấy ở đây là tablet Doji R10. Thì hôm nay thì mình với lại anh Dũng trong một cái quán cà phê ở Tân Phú sẽ bóc siêu cho các bạn sản phẩm là Doji R10. Thì các bạn có thể thấy đây là máy tính bảng Doji R10 nha, của Doji này rất là đẹp nha. Đây là một trong những máy tính bảng mà có thể gọi là siêu phẩm với màu đen, toàn đen. Các bạn có thể thấy là toàn đen hoàn toàn như vậy. Vì hôm nay mình chỉ mở siêu khoảng 5-10 phút rồi mình sẽ vô cái đại luôn, nên là mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn là cái chức năng của cái này. Đây các bạn có thể thấy là cái màn hình khởi động 2K mà. Là 2K. Rất tuyệt vời quý vị. Quay 10 phút rồi, quay 10 phút rồi tranh thủ thật. Đây là cái màn hình chính của ngành. Chỉnh tiếng Việt không? Chỉnh tiếng Việt đi. Chỉnh tiếng Việt đi, về để anh chỉnh tiếng Anh xong. Bắt đầu. Bỏ qua. Tiếp theo, xem tiếp. Bỏ qua. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục bỏ qua những cái này để giới thiệu sơ qua về cái đây thưa quý vị, màn hình của thằng này thưa quý vị, đây là màn hình 120Hz rất mượt mà, mượt hơn cả cái loại cũ trước là thằng iPad 9 xài. Đây là màn hình của thằng quá đỉnh luôn, rất đỉnh, rất tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn á.